Chào mọi người, hôm nay nhà Phương Đông rất vui mừng được ra mắt một thiết kế hoàn toàn mới, được đội ngũ của chúng tôi đầu tư nhiều tâm huyết. Sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và không gian tiện nghi mang đến một ngôi nhà lý tưởng, nơi bạn và gia đình có thể tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp và thoải mái nhất. Hãy cùng khám phá và cảm nhận sự khác biệt. Đây là công trình mà chúng mình đã tận tâm cải tạo từ hiện trạng ban đầu, mang đến cho gia chủ một không gian sống hoàn toàn mới, với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại và sự tối ưu hóa từng chi tiết. Căn nhà không chỉ đẹp mắt mà còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình. Chúng tôi hân hạnh ra mắt mẫu nhà BT292429, sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và vẻ đẹp tinh tế. Đây là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai mong muốn một không gian sống đẳng cấp, tiện nghi và tràn đầy cảm hứng. Hãy cùng tìm hiểu những điểm nhấn nổi bật của thiết kế này ngay hôm nay. Ngôi nhà nổi bật với mặt tiền rộng 16,4m và chiều sâu 7,8m. Tổng diện tích sử dụng lên đến 160m2. Thiết kế này không chỉ đảm bảo sự thoải mái trong sinh hoạt mà còn tối ưu hóa không gian nội thất, giúp mỗi góc nhỏ đều được sử dụng hiệu quả. Sự cân đối hài hòa giữa chiều ngang và chiều sâu mang đến một tổng thể kiến trúc đẹp mắt, tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bước vào nội thất, bạn sẽ được chào đón bởi phòng khách rộng rãi với diện tích 26m2, hoàn toàn phù hợp cho các buổi sinh hoạt gia đình hay tiếp đón đông khách. Không gian được bố trí khoa học, vừa có khu vực bàn ghế trang nhã để đón khách, vừa tích hợp một hệ sập gỗ truyền thống, tạo nên góc nghỉ ngơi ấm cúng và tiện lợi. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và nét đẹp văn hóa truyền thống. Hệ vách tường TV được thiết kế tinh tế với những chi tiết trang trí hiện đại, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian phòng khách. Kết hợp cùng kệ tủ đồ tiện nghi, khu vực này không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trữ mà còn góp phần nâng tầm thẩm mỹ, mang đến sự gọn gàng và sang trọng cho tổng thể ngôi nhà. Khu vực phòng bếp và phòng ăn rộng 22m2 được thiết kế tách biệt, tạo sự riêng tư và thoải mái trong gia đình. Điểm đặc biệt là lối đi dẫn vào bếp được bố trí thông minh dưới gầm cầu thang, vừa tận dụng tối đa diện tích, vừa mang lại sự tiện dụng. Thiết kế này không chỉ tối ưu hóa không gian mà còn giúp căn nhà trở nên gọn gàng và khoa học hơn. Ngôi nhà được thiết kế với một lối đi phụ dẫn trực tiếp tới phòng bếp, mang lại sự tiện lợi tối đa trong việc di chuyển. Lối đi này không chỉ giúp các thành viên dễ dàng tiếp cận khu vực bếp mà còn đảm bảo không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến luồng di chuyển chính trong ngôi nhà. Đây là giải pháp thông minh, tối ưu hóa giao thông nội bộ, đồng thời tạo ra sự linh hoạt và tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày. Tại tầng 1, ngôi nhà được bố trí thêm 2 phòng ngủ, mỗi phòng có diện tích 10m2, mang đến không gian nghỉ ngơi tiện nghi và thoải mái, phù hợp cho người lớn tuổi hoặc những thành viên hạn chế về vận động, không cần phải leo cầu thang, giúp phân chia hợp lý giữa khu vực ngủ nghỉ và các hoạt động chung trong nhà, tạo sự tiện nghi và gọn gàng. Khu vực vệ sinh của căn nhà được bố trí ở cuối nhà với diện tích 4,4m2. Tận dụng tối đa không gian nhỏ của khuôn đất, khu vực này được chia thành 2 phòng riêng biệt, một phòng tắm và một phòng vệ sinh. Thiết kế này không chỉ giúp tối ưu hóa diện tích mà còn đảm bảo sự tiện lợi và sạch sẽ, mang lại không gian sử dụng thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Lên tới tầng 2, chúng ta có một phòng thờ rộng 6m2, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn đảm bảo yếu tố không gian và phong thủy. Mặc dù diện tích không quá lớn, nhưng việc bài trí hợp lý giúp không gian thông thoáng, tạo cảm giác trang nghiêm yên tĩnh, phù hợp với mục đích thờ cúng. Các yếu tố phong thủy như hướng ánh sáng, màu sắc và vị trí bàn thờ được cân nhắc kỹ lưỡng, mang đến sự tôn kính và bình an cho gia đình. Tại tầng 2, ngôi nhà được bố trí 2 phòng ngủ, mang đến không gian sống thoải mái và tiện nghi cho các thành viên trong gia đình. Phòng ngủ 3 với diện tích 10,2m2, tạo ra một không gian vừa vặn và thoải mái, lý tưởng cho một người lớn hoặc trẻ em, mang lại sự riêng tư cần thiết. Phòng ngủ 4 rộng rãi hơn với diện tích 15,7m2, tạo nên một không gian nghỉ ngơi lý tưởng, thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi, phù hợp cho những ai mong muốn một phòng ngủ rộng rãi và thư giãn. Tầng 2 còn được bố trí một không gian giặt phơi rộng 6,6m2, giúp việc giặt giũ và phơi đồ trở nên thuận tiện và gọn gàng. Bên cạnh đó, khu vực vệ sinh rộng 3,5m2 được thiết kế kín đáo, đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi, giúp gia đình có một không gian sạch sẽ và thoải mái. Cả hai khu vực này đều được sắp xếp hợp lý, tối ưu hóa diện tích và tạo ra sự tiện lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Công trình được thiết kế với hình học rõ ràng, khối nhà chính hình chữ nhật với sự đối xứng cao, mang đến một vẻ đẹp mạnh mẽ, chắc chắn nhưng không kém phần tinh tế. Những đường nét gọn gàng, khỏe khoắn từ các cạnh sắc sảo, tạo cảm giác hiện đại, đầy năng lượng.
làm nổi bật sự dứt khoát trong từng chi tiết kiến trúc. Các khối hình học kết hợp hài hòa, mang đến một tổng thể vững chãi và cuốn hút. Ban công tầng 2 rộng rãi, với lan can kim loại mảnh may, tạo ra không gian mở thoáng đãng, đồng thời đem đến một điểm nhìn tuyệt vời ra ngoài. Đây là một chi tiết nổi bật trong thiết kế, không chỉ giúp không gian bên trong thêm phần sáng sủa, mà còn tạo sự kết nối liền mạch với thiên nhiên xung quanh. Công trình sử dụng rất nhiều cửa sổ lớn bằng kính, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Sự kết hợp giữa các ô kính rộng và không gian mở tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu, đồng thời kết nối không gian nội thất với vẻ đẹp cảnh quan bên ngoài. Các cửa sổ không chỉ có tác dụng về mặt chiếu sáng, mà còn là điểm nhấn thẩm mỹ, làm cho ngôi nhà thêm phần sang trọng và thoáng đãng. Cửa chính được làm từ gỗ tự nhiên, kết hợp với lớp ốp đá đen xung quanh, tạo ra một lối vào ấn tượng và đầy sức hút. Màu sắc và vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, mang đến sự sang trọng và ấm áp cho khu vực cửa chính, đồng thời tạo cảm giác chào đón ngay từ lần đầu tiên bước vào nhà. Màu sơn chủ đạo là trắng tinh khôi, mang đến cảm giác thanh thoát, sạch sẽ và thanh bình. Màu trắng không chỉ giúp ngôi nhà trông rộng rãi hơn, mà còn tạo nền tảng lý tưởng cho các chi tiết kiến trúc khác nổi bật. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho phong cách hiện đại, giúp làm bật lên vẻ đẹp tinh tế và sang trọng của ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế với sự hài hòa giữa các chi tiết hình học và vật liệu, tạo nên một tổng thể không chỉ đẹp mắt, mà còn mang tính chức năng cao. Các đường nét kiến trúc rõ ràng, dứt khoát với các khối vuông vức, giúp tạo sự cân đối và hài hòa cho toàn bộ không gian. Mỗi chi tiết nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ các ô cửa kính hình chữ nhật thẳng đứng đến các mảng tường tối giản. Tất cả đều góp phần tạo nên một vẻ đẹp sang trọng và hiện đại. Tầng trên với ban công rộng, lan can kim loại hiện đại cùng các cửa sổ kính cao mở rộng không gian sống, tạo nên sự thông thoáng tuyệt vời cho toàn bộ ngôi nhà. Các mảng tường tối giản xung quanh cửa sổ kết hợp cùng các ô kính lớn tạo nên những khoảng trống không gian lý tưởng, mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu cho mọi người trong gia đình. Mặt tiền ngôi nhà là sự kết hợp hài hòa giữa các vật liệu cao cấp và hình khối rõ ràng, nhấn mạnh vào sự tối giản nhưng không kém phần tinh tế. Đây chính là điểm thu hút chính của công trình, thể hiện sự hiện đại, thanh thoát và đẳng cấp, đồng thời mang đến một không gian sống lý tưởng cho các thành viên trong gia đình. Hy vọng rằng mẫu nhà này đã mang đến cho bạn những ý tưởng và cảm hứng mới mẻ cho thiết kế ngoại thất ngôi nhà của mình. Hãy biến không gian sống thành nơi phản chiếu cá tính và phong cách sống riêng biệt của bạn. Bạn cảm thấy mẫu nhà này như thế nào? Đừng ngần ngại gọi ngay cho nhà Phương Đông qua hotline 0888625888 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.